Xin chào các bạn, tôi là Phương Thích Ca, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn trình bày một bản vẽ két trên môi trường model sao cho đúng tỷ lệ. Tại sao tôi lại nói là đúng tỷ lệ? Có nghĩa là khi các bạn trình bày các bản vẽ theo các tỷ lệ khác nhau thì khi in hồ sơ ra, các bản vẽ phải nhìn giống nhau, có nghĩa là các cỡ chữ, cỡ đim, chiều cao chữ, chiều cao đim phải nhìn giống hệt nhau, không thể có bản vẽ chữ to, chữ nhỏ được. Và ở đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách trình bày như sau. Ở đây tôi đã có sẵn một cái khung mà tôi đã sử dụng để trình bày bản vẽ của tôi. Tôi đã sẵn khung các cỡ chữ, các cái phần layer. Đây là cái khung mà tôi sử dụng để trình bày bản vẽ với tỷ lệ 1:100. Đây là các cái phần bàn họp đồ, các cái phần bàn làm việc, bàn họp và những cái đồ nội thất mà tôi đã chuẩn bị để hướng dẫn các bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau. Trước tiên chúng ta có cái phần bản vẽ này, có cái phần khung tên có tỷ lệ 1:100 này. Ok, nó có ra đây. Sau đó chúng ta ướm vào cái phần đồ này, xem nó vừa tỷ lệ bao nhiêu. Tôi scale xuống cái này là 0.15 chẳng hạn, có nghĩa là tỷ lệ 1:15. Ok, tôi thử ướm vào xem sao. À, cũng khá vừa. Ướm vào đây. Ok, vậy là cũng vừa với tỷ lệ này. Bây giờ tôi sẽ chọn cái kích thước tỷ lệ dim phù hợp với cái phần khung bản vẽ này. Tôi sẽ làm như sau. Ở cái phần này, tôi sẽ tạo một cái dim mới với cái dim 100 của tôi. Tạo một cái dim mới như sau. Rất đơn giản thôi. Bạn ấn New. Các bạn đánh cái tên này nó là D15. Các bạn vừa chọn tỷ lệ 1:15 nhân bằng D15, continue. Các bạn vào fit, ở dưới đây là 100 thì các bạn chọn thành 15. Fit trong cái bảng này. Ok. Còn như vậy là tôi có cái dim. Dim với tỷ lệ 15, rồi tôi tiến hành dim. Để tiến hành dim. Nhìn cho các phần bản vẽ này. Đấy, các bạn đi như bình thường thôi. Các bạn chọn tỷ lệ dim rồi thì các bạn vẫn cứ dim. Dim như chúng ta vẫn thường làm. Thêm các phần chi tiết để rõ ràng hơn. Ok. Tôi dim phần này. Chiều cao. Chiều rộng của bàn. Cái bàn này nó hơi cong. Tôi đi vào đây. Đó. Nhìn cái phần này. Trong quá trình dim các bạn có thể để lớp sau nhiều hơn lớp trước. Giả sử như đây là lớp trước của tôi này, đây là lớp sau. Các bạn để khoảng cách này, khoảng cách hai bằng gấp 2 lần khoảng cách chữ thì nhìn nó sẽ đẹp hơn và nhìn nó sẽ thoáng hơn. Ok, đây là phần trên, rồi tôi đi với phần này. Nhìn tương tự như vậy. Cách này. Đi một cách này. Ok. Thêm kích thước phổ biến nữa cho nó đẹp. Phần trên này. Tôi đi thêm vào đây, thêm phần chi tiết vào đây.
Đây là cái phần chân bàn của tôi. Xịt ra một chút. Bây giờ chúng ta sẽ ghi tên cho các phần này. Nó như sau. Chúng ta chọn cái đi phần đi mà chúng ta đã chuẩn bị với tỷ lệ 1:100 ở trên. Chúng ta đưa xuống. Xuống đây. Đây là với tỷ lệ 1:100 các bạn có thể làm như sau. Nếu các bạn nhớ được cái tỷ lệ này là 1:15 thì các bạn chọn cái chữ này và các bạn đánh 0.15 để thành. Đó. Với tỷ lệ này. Hoặc các bạn có thể nhớ một cách đơn giản như này thôi. Giả sử những cái khung này của tôi là 1:15 là tỷ lệ 1:15 thì cái phần chữ chiều cao chữ này của tôi này sẽ gấp 4 lần, có nghĩa là 60. Đây, trong phần text các bạn có nhìn thấy là 60, các bạn chỉ cần nhớ như vậy. 60. Mạch đứng. Đó. Cái này là mặt bằng. Mặt bên đây. Giờ tôi sẽ ghi chú thêm cho các cái phần bàn này. Tôi đánh thêm, tôi ghi chú thêm cho các phần bàn này. Giả sử như phần này của tôi là bọc da chẳng hạn. Các bạn có thể copy ngay cái phần chữ này. Các bạn copy sang. Sau đó thì các bạn scale xuống 0.5. Như vì chữ ghi chú thì bằng một nửa của cái chữ phần ghi mặt đứng này. Can chân u để bỏ cái phần gạch chân đi. Phần bọc da chẳng hạn. Phần bọc da công nghiệp. Đấy, giả sử như vậy. Các bạn thay đổi cái mũi này bằng cách vào đây. Đổi thành mũi tên chỉ vào đây. Ok. Còn cái phần ghi chú này các bạn làm tương tự. Đây tôi ghi thêm thông tin thôi. Giả sử như thông tin của tôi ở đây là chất liệu là gỗ công nghiệp. Chất liệu là gỗ công nghiệp phun sơn. Kích thước ở đây là 2m x 900, chiều cao là 750. 2m nhân với 900, 750. Ghi tên phòng vào đây. Phòng gì đó, trưởng phòng chẳng hạn. Ok. Bây giờ đến cái phần bàn họp này. Thì cái bàn họp này các bạn thấy là nó đã to hơn cái phần này. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải trình bày cái bàn họp này trên một tỷ lệ khác. Các bạn vẫn copy như thế này. Các bạn copy cái phần này. Các bạn copy xuống. Giả sử đây của tôi đang là 1:15. Tôi ướm thử vào xem sao. Ướm thử vào đây. Thì cái phần bàn này nó to hơn. Rồi tôi lại scale lên. Giả sử tôi dùng tỷ lệ là 1:20. Tôi sẽ scale cái này lên. Scale này lên luôn. Tôi đánh là 20:15. Nghĩa là so với 15 tôi đánh 20 này. Ok, cũng vừa. Tôi move cái phần này lên để cho nó cân đối vào trong cái bản vẽ này. Và tôi lại tiến hành dim. Tôi dim thì tôi lại tạo một cái dim mới. Bởi vì cái này tỷ lệ khác, tỷ lệ 1:20 nên tôi phải tạo một cái dim nữa. Tôi đánh vào 100 này chẳng hạn, tôi đánh new. Tôi đánh D20. Tôi vẫn làm như lúc nãy, tôi tạo cái dim 15 rồi tôi vào đây. Tôi đánh 20. Ok, tôi đã có dim, tỷ lệ dim 20 và tôi đi. Tôi đi vào đây. Mặt bàn của tôi. Khoảng cách này. Khoảng cách đến là gì à? Đó. Nhìn phần này đi. Làm thêm một cái nữa cho nó đẹp. Đây là phần mặt bên. Vẫn đi như thế kia thôi.
Nhìn vào đây. Đó. Vậy là tôi đã có đầy đủ thông tin cho các phần kích thước chiều dài chân bàn. Đi lên đây. Đó, mặt bàn. Đây là chiều rộng. Chiều rộng mặt bàn, chiều cao. Vậy là tôi có đủ thông tin rồi. Cái này đưa vào một tí hơi dài. Đó, tôi điền cái phần mặt bằng này. Tôi có thể crop luôn cái phần trên để nó nhanh. Về đây tôi gióng lên. Còn cái phần này tôi vẫn điền. Đó. Điền vào đây. Phần chia trên mặt bàn. Đìm vào cái phần này vào. Nó cái phần vát này. Ok, vậy tôi đìm xong cái phần này. Với cỡ chữ thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn thì copy ngay, các bạn nếu mà các bạn sợ sai, các bạn copy phần trên này. Đây là một tỷ lệ 1/100 thì các bạn đây là 20 thì các bạn sửa kênh xuống 0.2. Đó. Vậy là chuẩn. Cái này là mặt đứng thì copy luôn đây mặt đứng. Đỡ phải viết. Đó. Mặt đứng. Mặt bên. Mặt bên. Đây là mặt bằng. Đó, vậy tôi đã có hai tỷ lệ. Thật ra tiếp theo thì cái bàn này của tôi nó lại to hơn. Nó to hơn cái bàn này nữa cơ. Tôi lại có cái phần này ra và tôi chỉnh, tôi sửa cái này đã. Sửa đây là bàn họp. Bàn họp. Sai không? Bàn họp của công nghiệp Phun Sơn. Kích thước 2m7 nhân 1m5. Cao 750. Cao 750. Giả sử nó ở phòng trưởng phòng luôn chẳng hạn. Bây giờ tôi lại tiếp tục trình bày cho cái phần bàn này. Tôi thấy là kích thước của nó lại to hơn cái phần bàn này rồi. Tôi lại tiếp tục. Tôi có cái phần này ra. Đó, tôi ấn thử và xem nó có vừa không. Này cũng không vừa lắm. Và tôi sẽ phải lại phải biến đổi một tỷ lệ mới. Nếu vừa thì tốt thì chúng ta lại trình bày hết như phần bên này luôn. Còn không thì chúng ta lại phải scale một cái khung mới. Giả sử tôi để là 25. Tỷ lệ 1/25 trên 20. 20 là tôi đang so với cái phần khung này. Đó. Tôi đưa lên đây. Đấy, tôi lại tiến hành đim như bình thường. À, trước khi tiến hành đim của cái phần khung mới này, chúng ta lại phải tạo đim. Chúng ta phải tạo đim như này. D25. Continue. Chỉnh vào đây. 25. Ok. Ok. Đấy, các bạn lại tiếp tục đi như vậy và các bạn lại biến đổi tỷ lệ chữ như vậy. Để đỡ mất thời gian thì tôi chỉ hướng dẫn đến đây. Và giả sử như tôi muốn trích chi tiết của một phần này chẳng hạn. Giả sử như tôi muốn trích chi tiết của cái phần này. Trích chi tiết của một cái góc này. Nó như thế nào?
Tôi sẽ làm như sau. Tôi chọn cái phần này. Chi tiết tôi muốn phóng to lên chẳng hạn, tôi copy ra. Tôi dùng lượng extreme. Chọn vào cái khung này, sau đó chọn khung này, pick ra ngoài để cắt cái phần thừa bên ngoài. Đó, bây giờ tôi scale cái này lên để cho nó to hơn. Scale lên thành 2 lần chẳng hạn. Tôi đưa vào đây. Tôi scale lên thành 2 lần chẳng hạn, tôi ghi chú cái này. Ghi chú cái thước này nó là tôi vẫn phải biến đổi cái chữ bên này. Chữ bên này đang là 20, bên này đang là 25 thì tôi scale cái này lên 25/20. Đó, thế là chuẩn. Đó, đây ghi chú này. Ghi chú thì cái này tôi lại scale xuống 0.5 là bằng một nửa. Tôi ghi chú ở đây. Chỉ các bạn có thể để các cái phông cùng một loại để khi các bạn đánh nó không bị gặp vấn đề như tôi. Đánh giả sử như nó là Unicode thì các bạn để tất cả là Unicode. Thì khi các bạn đánh các bạn không phải chuyển như thế này. Ok. Chi tiết 1 chẳng hạn. Đấy. Chi tiết 1 ở đây. Đây khi các bạn chọn đây, các bạn có đây thì cái này là chi tiết 1 của tôi. Cái này là chi tiết 1 của tôi. Và các bạn dùng cái tỷ lệ dim 125 là các bạn dim đã. Trước tiên các bạn dim như bình thường. Này đang bị gấp đôi, các bạn dim như bình thường nha. Các bạn cứ dim như bình thường. Đó, phần này các bạn. Đây, cái bán kính 200. Rồi cái phần khoảng cách này. Rồi cái phần khoảng cách này. Đấy, trước mắt các bạn cứ đi như bình thường. Đi cái khoảng cách này. Chia ra là bao nhiêu. Khoảng cách này. Sau khi các bạn đã đi như thế này. Đã đi như thế này thì các bạn chọn cho tôi như sau. Để cho cái tỷ lệ này nó đúng. Nên các bạn đang đưa gấp đôi lên thì bây giờ các bạn phải giảm cái tỷ lệ đi này xuống. Bằng một nửa thì cho nó bằng. Cho cái kích thước này nó đúng. Các bạn chọn vào đây. Các bạn chọn đi này. Các bạn vào property. Các bạn vào cái phần fit. Không ạ, các bạn vào cái phần primary. Đúng rồi, vào cái phần primary unit, các bạn vào cái phần dim scale linear này. Các bạn đánh 0.5. Đó, kích thước chiều dài bàn 60. Các bạn thấy có đúng không? 60. 60 các bạn chọn vào đây. Đó, các bạn dùng MA các bạn quét. Mà các bạn quét các ấy xong. Ok, với cái tỷ lệ mà không cố định chẳng hạn, giả sử những cái khung này của tôi nó chẳng theo một cái tỷ lệ cố định nào, giả sử như tôi không gấp đôi mà tôi lại gấp 3, 3/2, gấp 3 thì nó lẻ. Đấy, gấp 3 thì nó lẻ. Giả sử đây tôi kêu đêm cho các bạn thấy gấp 3 thì 60, gấp 3 thì nó rất là lẻ. Thì các bạn không thể đánh ở đây là không phải mấy được. Thật sự các bạn chọn vào đây. Các bạn không thể đánh ở đây là không phải mấy được. Các bạn dim scale này này. Thì các bạn có một cách để các bạn làm. Thật sự như đây là cái này các bạn xem trên này là 180 này. Và cái mặt bàn thực chất của cái mặt bàn này nó dày 60. Thì các bạn chọn vào đây. Các bạn pick vào đây. Các bạn đánh 60/180. Bất kỳ số lẻ nào các bạn cũng có thể làm như vậy. Thì nó vẫn đúng. Nếu khi các bạn nhỡ may mà scale cái phần khung này nó không theo một cái tỷ lệ tròn số chẳng hạn thì các bạn có thể làm như vậy. Ok, tôi vừa trình bày cho các bạn thấy một phần bản vẽ trên model mà tôi làm ở các cái tỷ lệ khác nhau, các cỡ dim và các cỡ chữ khác nhau. Hy vọng là sẽ giúp gì đó cho các bạn trong quá trình làm việc và trong quá trình trình bày bản vẽ để ra một bản vẽ đẹp nhất và chuẩn nhất. Cảm ơn. Xin hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.